Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại Đảng bộ xã Cao Phong. Dịp này, Đảng bộ xã Cao Phong có 8 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng từ 40 năm tuổi đảng trở lên. Đây đều là những đảng viên gương mẫu có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Đảng tại địa phương. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sở Tư pháp tổ chức tập huấn pháp luật về những nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế quy định về quyền dân chủ, chính trị cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, thị trấn, trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và công chức làm công tác pháp chế, các sở, ban ngành. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước về các quyền dân sự chính trị, trong đó tập trung phân tích các quyền dân sự chính trị được nêu tại Công ước Quốc tế về việc quy định những quyền đó trong pháp luật Việt Nam, như quyền không phân biệt đối xử, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm, quyền không bị bắt, giam giữ tùy tiện, độc đoán, quyền tự do và an toàn cá nhân, cũng như quyền được đối xử nhân đạo của người bị tước quyền tự do, quyền bảo vệ sự riêng tư. Thông qua hội nghị nhằm trang bị những kiến thức mới, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công chức làm công tác pháp chế tại các sở, ngành, đơn vị, đồng thời phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, làm cơ sở để triển khai thi hành các quy định mà Việt Nam tham gia là thành viên các công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao trên phạm vi toàn tỉnh. Huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị tổng kết khen thưởng giáo viên học sinh năm học 2022-2023 và ra mắt quỹ khuyến học huyện. Năm học 2022-2023, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được ngành giáo dục huyện Tam Đảo triển khai rộng, qua đó tạo động lực để các cơ sở giáo dục duy trì kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Tam Đảo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết về phát triển giáo dục, khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của các nhà trường, triển khai xây dựng, mua sắm phục vụ cho năm học mới, quan tâm đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng cần thiết cho học sinh. Tại hội nghị này, huyện Tam Đảo đã ra mắt quỹ khuyến học huyện và phát động kêu gọi sự ủng hộ của các đơn vị, nhà hảo tâm cùng đóng góp quỹ khuyến học của huyện, góp phần phát triển phong trào khuyến học khuyến tài. Huyện Tam Dương tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2023. Tham dự hội thao có 13 đội thi với gần 100 vận động viên là lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến từ 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia thi đấu ở hai nội dung chạy tiếp sức 4x100m chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy cho lực lượng dân phòng và chạy tiếp sức 4x50m chữa cháy, cứu tài sản đối với các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, lực lượng tham gia thi đấu, sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, an toàn, đúng kỹ thuật được ban tổ chức đánh giá cao. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với huyện đoàn Lập Thạch tổ chức giải thể thao bóng chuyền da và kéo co năm 2023, chào mừng 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng thành công Đại hội Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Giải thể thao bóng chuyền da và kéo co thu hút trên 300 vận động viên tiêu biểu đến từ 30 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu vòng loại trực tiếp. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên tranh tài sôi nổi, quyết liệt trong từng trận đấu, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp, màn kéo co gây cấn, thể hiện tinh thần giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, qua đó tạo nên không khí vui tươi, tinh thần đoàn kết giữa các đội. Thưa quý vị và các bạn, bước xuống phố trong những ngày này, chúng ta dễ dàng cảm nhận được không khí hân hoan của ngày Tết độc lập. Nhiều tuyến phố được khoác trên mình sắc đỏ của cờ hoa, pano, băng rôn rực rỡ sắc màu chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những ngày này, khắp các tuyến phố đều rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày độc lập. Nhiều người lựa chọn cùng bạn bè lưu lại những khoảnh khắc nhân dịp đặc biệt bên tà áo dài rực rỡ sắc màu. Phấn khởi, hân hoan có lẽ cũng là tâm trạng chung.
rất là bồi hồi, xúc động và cũng rất là vui mừng khi mà cả nước đã đón cái lễ độc lập. Trong những năm gần đây thì ta thấy rằng là Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước Việt Nam mình nói chung thì có cái sự phát triển rất là nhanh mạnh, và đặc biệt là tỉnh Vĩnh Phúc thì cái đời sống kể cả vật chất và tinh thần của người dân thì cũng đã được thay đổi theo từng ngày. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được tăng cường, các tranh cổ động tầm lớn, cụm pano, áp phích, băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ đã được lắp đặt, trưng bày khắp các trục đường trung tâm thành phố. Thông qua đó, góp phần cổ động, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc và khẳng định ý chí quyết tâm của toàn dân tộc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ở trong những ngày này, chúng tôi thấy là bà con, cuộc sống của nhân dân là đều vui vẻ và tưng bừng để đón những ngày kỷ niệm của 2 tháng 9, Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Sắc đỏ bao trùm trong những ngày này càng tô thắm hơn niềm tự hào dân tộc. Chính tinh thần, khí thế hào hùng của cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ là động lực, sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Bên cạnh việc trang hoàng cờ hoa rực rỡ chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời gian này thành phố Vĩnh Yên cũng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm duy trì trật tự đô thị, đảm bảo tạo cảnh quan thành phố xanh sạch đẹp trong dịp nghỉ lễ. Ngay sau khi phát hiện doanh nghiệp này dựng một hàng rào kiên cố với chiều dài gần 20 mét nằm trên phạm vi hành lang đường Kim Ngọc kéo dài gây mất mỹ quan đô thị, lực lượng chức năng của phường Đống Đa đã có mặt kịp thời và nhanh chóng tháo dỡ toàn bộ phần hàng rào trên, trả lại hành lang đường cũng như mỹ quan đô thị tại khu vực này. Chúng tôi đã có cái kế hoạch phân công cụ thể cho đội trật tự cũng như cho từng cán bộ sẽ phụ trách và trực thường xuyên để xử lý những cái trường hợp vi phạm, phối hợp cùng với công an cũng xử lý các cái trường hợp liên quan đến giao thông. Với đặc thù là phường trung tâm của thành phố, phần lớn các hộ dân đều hoạt động kinh doanh dịch vụ. Chính vì vậy, tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, đặc biệt vào những giờ cao điểm đầu giờ sáng và cuối giờ chiều rất phức tạp, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Do vậy, phường Ngô Quyền cũng đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để đảm bảo trật tự đô thị trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Hiện nay chúng tôi vẫn tăng cường sử dụng cái biện pháp tuyên truyền thông qua các cái tổ chức chính trị xã hội và các chi bộ tổ dân phố. Đấy là cái vấn đề quan trọng nhất. Bên cạnh đấy thì sẽ sử dụng cái lực lượng chức năng, công an phường, lực lượng trật tự đô thị sẽ kiên quyết xử lý những cái trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra trong những dịp mà ngày lễ, ngày nghỉ, tôi sẽ tăng cường thêm cái lực lượng, tăng cường thêm thời gian làm việc. Trên thực tế, sau một thời gian ra quân và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh mỗi khi không có lực lượng chức năng vẫn xảy ra. Chính vì vậy, để đảm bảo trật tự đô thị trong dịp nghỉ lễ cũng như thời gian tới, bên cạnh việc duy trì công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng thì rất cần sự nghiêm chỉnh chấp hành của mỗi người dân. Có như vậy, cảnh quan đô thị Vĩnh Yên mới được đảm bảo bền vững.